Từ ngày 20 tháng 3, chủ sở hữu xe điện VinFast trên khắp Việt Nam có cơ hội đăng ký trở thành đối tác kinh doanh cùng dịch vụ vận tải xanh SM, kể cả tại những nơi xanh SM chưa có mặt. Sau khi đăng ký, các tài xế sẽ được huấn luyện về kỹ năng và quy trình làm việc để đảm bảo mức dịch vụ 5 sao như xanh SM Taxi và nền tảng xanh SM. Các chủ xe điện VinFast tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận với hàng triệu khách hàng của GSM và hưởng lợi từ một chính sách chia sẻ doanh thu hấp dẫn với tỷ lệ lên đến 80%, mức cao nhất thị trường hiện nay. Nền tảng xanh SM không chỉ giúp khách hàng dễ dàng gọi xe mà còn mở rộng quy mô đội xe và đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn quốc. Đối với GSM, Xanh SM Platform là bước tiến quan trọng giúp mở rộng mạng lưới dịch vụ và thúc đẩy việc phát triển hệ sinh thái di chuyển thuần điện từ đó khẳng định vị thế trên thị trường và chuyển mình thành công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện tử đa năng ở khu vực